mì xanh mì đỏ, mì nhà này không có dễ đâu. Làm dâu phải biết lựa mì tốt cho sức khỏe cả nhà mới vui. Làm dâu con phải biết lựa mì, chọn mì cũng biết chọn mì tứ quý nữa em, sợi mì không dùng phẩm màu tổng hợp. Mì tứ quý tốt cho sức khỏe,